cúi đầu hướng lòng với Chúa tôi sẽ cầu nguyện. Thưa Chúa yêu dấu, chúng con cảm ơn Ngài buổi tối chủ nhật này chúng con được học hỏi lời của Chúa cùng với nhau ở tại đây. Chúng con cùng nhóm họp thờ phượng, những người nhóm trực tiếp, những người nhóm online chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài chúc phước sức giàu trên buổi thờ phượng của chúng con, sức giàu trên thời gian chúng con lắng nghe lời của Chúa trong giờ phút này đây. Xin Chúa sức giàu trên môi miệng con chia sẻ lời của Ngài và xin Chúa mở tai thuộc linh của chúng con để nhận biết lời của Chúa là thức ăn nuôi dưỡng tâm linh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi tối hôm nay tôi sẽ chia sẻ trong sách Ephes sách Khải Huyền đoạn 2 câu 1 đến câu 7 chúng ta cùng giờ à, cùng nhìn trên màn hình và cùng xem đoạn kinh thánh này Khải Huyền đoạn 2 câu 1 đến câu số 7. Hãy viết cho thiên sứ Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ephesos rằng đây là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi. của xin lỗi làm sao mà nó lại bị vọng lại đấy ạ. Bên kỹ thuật kiểm tra lại hộ. À, tôi xin phép đọc lại từ đầu. Khải huyền hận 2 câu 1 ngôi số 7 hãy viết cho thiên sứ của hội thánh epheso rằng này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng ta biết công việc ngươi sự khó nhọc ngươi sự nhịn nhục ngươi ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng mình là sứ đồ mà không phải là sứ đồ ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta không mệt nhọc chút nào nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu vậy hãy nhớ lại ngươi đã xa suốt từ đâu hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng nicola mà ta ta cũng ghét nữa Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Sách uh, Khải Huyền đoạn 2 câu 1 câu 7 là thư mà Chúa sử dụng sứ đồ răng để gửi cho hội thánh Eveso. Có 7 hội thánh được đề cập uh, trong cái uh, sách cải huyền này và một hội thánh đầu tiên được đề cập đó là hội thánh Epheso. Thì Epheso là cái hội thánh nào và nó nằm ở đâu trong địa lý? thì có Epheso đó nó là một uh, cái vùng đất, một cái thành ở khu vực Tiểu Á trong cái thời kỳ cổ đại và bây giờ thì nó thuộc về đất nước thổ Nhĩ Kỳ. Cái thành của Epheso thì À, bây giờ nó đã làm trở thành một cái tàn tích rồi nó không còn tồn tại Thực ra thì không phải chỉ Efeso mà cả bảy hội thánh được nhắc lại ở trong khách, khách Khải huyền thì bây giờ nó không còn tồn tại nữa rồi vì có lẽ rằng một trong lý do là, là vì họ không ăn năn cho nên là đúng như lời chú nói rằng chú cất chân đèn ra khỏi chỗ đó cho nên là bây giờ hội thánh chỉ còn lại những cái dấu tích à, của sự tồn tại ở trong quá khứ thôi nó còn không còn thực sự tồn tại nữa thì cái thành cổ Efeso là một cái thành phố rất là quan trọng ừ, trong cái thời kỳ mà sứ đồ răng viết cái lá thư này về những lý do sau lý do thứ nhất đây là một cái thành phố kinh tế quan trọng thành phố này nó nằm ở trên cái lưu vực sông Castor thành nó chỉ cách biển Aegean vài cây số nó nổi tiếng vì cái bến cảng tàu thuyền qua lại đây ấy, từ khắp nơi trên thế giới và đem lại rất là nhiều hàng hóa lợi nhuận cho thành phố và đây là một cái thành phố giàu nhất trong cả cái cõi tiểu Á thời bấy giờ. Cái đặc điểm thứ hai về cái thành Epheso đấy, đó là cái thành phố mang tính chính trị quan trọng. Bởi vì à, trong quá khứ là đã từng phục vụ tốt cho đế chế La Mã, cho nên Epheso được ban cho một cái đặc quyền của một cái vùng đất tự do. Họ có chính phủ riêng, được đưa ra quyết định riêng và quân đội La Mã thì không có đồn trú ở tại nơi này và điều này tạo cho một cái cơ hội uh, rất tốt cho việc phát triển kinh tế uh, ở tại cái vùng đất Ephesus này. Cái điểm thứ ba đó, đó là một cái thành phố tôn giáo rất là quan trọng vì ở đây nó có một cái đền thờ thần nữ thần Diana, hay còn gọi tên khác là thần Artemis, là nữ thần săn bắn đồng thời là nữ thần mặt trăng và tượng trưng cho sự sinh sản và là một trong những bảy đây là một trong những bảy kỳ quan của thế giới cổ đại và mọi người từ khắp nơi trên thế giới à, xung quanh đó trong cái thế giới được biết tới đổ về cái đền thờ này và đền thờ này đây dẫy những hàng trăm những gái mại dâm rồi những trai mại dâm à, và cái cách thờ phượng cái nữ thần DNA đó là quan hệ tình dục với những người bán dâm ở đây và đền thờ cũng được phục vụ như một ngân hàng là mọi người đem tiền bạc đến đây để gửi cho nó an toàn vào cái nơi thánh nhất ở trong cái đền thờ đấy và đền thờ cũng là một cái viện bảo tàng nghệ thuật các cái bức vẽ đẹp nhất ở trên khắp nơi trên thế giới lúc đó thì được lưu giữ ở tại đây. Và một cái điểm rất là buồn cười ở đây đó là đền thờ cũng là cái nơi trú ẩn cho những người phạm tội. Tức là nếu như một người nào mà phạm tội chạy đến vào cái nơi đền thờ này thì sẽ được bảo vệ an toàn không được những người khác không được phép tấn công. Thì đấy là một cái điều rất là buồn cười trong cái gì nó xảy ra ở tại đền thờ trong cái thời kỳ đó. Thì một triết gia người Hy Lạp tên là à, uh, Heraclitus có nói một cái câu như thế này đó là không ai có thể sống ở Efeso mà không nhìn thấy cái cảnh vô đạo đức ở khắp mọi nơi thậm chí là người ta còn ví rằng cái cái lối sống đạo đức của người Efeso còn thua xa với con vật nữa thì hội thánh Efeso được hình thành ở trong cái bối cảnh cái nền văn hóa đó thì chúng ta hãy để ý chúng ta hãy suy nghĩ xem từ cái bối cảnh văn hóa đấy những người sống ở trong cái nền văn hóa đấy với tôn giáo đó tin Chúa thì có ảnh hưởng gì đến cái lối sống của họ hay không ở trong hội thánh hay không thì cái trong cái thời gian mà à, ở Efeso thì sứ đồ Phaolô đã viết cái thơ Corinto thứ nhất và Corinto thứ nhì và Phaolô đã đặt Timothy làm cái vị giám mục đầu tiên ở tại hội thánh này trong đó thì có cả Aquila này Berisin và Apollo đều là những người đã từng phục vụ ở tại hội thánh Epheso thì theo truyền thống thì đức uh, mẹ Maria là người đã uh, sinh ra Chúa Giêsu và bà được chôn ở tại Epheso tại sao Chúa lại viết cái thơ này cho hội thánh Epheso chúng ta cùng nhìn ở đây điều đầu tiên Chúa xưng nhận đối với hội thánh là gì chú nói với hội thánh rằng là ngài là đứng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu đi chính giữa bảy chân đèn vàng như vậy vàng là thể hiện cái sự giàu có những cái sự thịnh vượng và bảy chân đèn ở đây á, có thể ngụ ý đến nó bảy hội thánh được đề cập ở trong cái sách khải huyền này ở trong cái khu vực Tiểu Á đó và efeso là một trong những hội thánh ở đây đó họ giàu có họ thịnh vượng nhưng mà có những cái điều gì đó bất ổn không tốt mà Chúa phải sử dụng sứ đồ Giang để nói cho họ một cái sứ điệp rất là nghiêm trọng vàng là nó cho thấy một cái sự thịnh vượng nhưng mà Chúa kinh thánh nói rằng Chúa là đứng cầm bảy ngôi sao ở trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Như vậy Chúa muốn nói với hội thánh điều gì đó là Chúa biết hết tất cả mọi sự ở tại từng hội thánh một. Từng đời sống, từng cái góc cạnh của từng cá nhân, từng con người ở trong đó thì Chúa đều biết hết. Bảy chân đèn vàng ở đây là tượng trưng cho một cái sự sống và sự sáng của Chúa ban cho hội thánh của Ngài. Bởi vì chúng ta thấy cái chân đèn á là khi mà thắp lên ấy, thì cái đèn nó sẽ soi sáng cho cả nhà và Chúa nói rằng là chúng ta cũng là mối của đất và là ánh sáng của thế gian này nhưng mà Chúa là đứng đi giữa hội thánh ngài ở giữa hội thánh ngài và đến thời điểm này là thời điểm mà Chúa khẳng định rằng dù cho đôi khi hội thánh quên mất một điều rằng là họ đang có một cái một Đức Chúa trời toàn tri đang ngự trị giữa họ và xem xét nhìn thấy từng công việc họ làm Chúng ta nhìn thấy cái điều thứ hai Chúa nói đây là ta biết công việc người, sự khó nhọc của người, sự nhịn nhục của người. Hội Thánh Epheso đã mới tin Chúa nhưng họ rất là tích cực. Họ rất là sốt sắng từ cái thời điểm mà họ tin Chúa cho tới cái thời điểm mà họ nhận được cái bức thư này của sứ đồ Giăng thì khoảng tầm 30 năm như vậy là sau 30 năm hội thánh được hình thành và tồn tại thì họ vẫn giữ được cái cái đời sống đức tin này, vẫn có sự nhịn nhục này, vẫn trả giá cho đức tin và họ vẫn phục vụ Chúa. Chúa nói rằng ta biết công việc của ngươi, tức là về mặt phục vụ thì không có cái gì đáng trách hết. Họ làm việc phục vụ Chúa, phục vụ mọi người, phục vụ tha nhân rất là tốt. Thì cái sự phục vụ Chúa là cái điều mà Chúa luôn luôn muốn cho mỗi một chúng ta là những con cái Chúa là những người đã được cứu chuộc bởi huyết của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được cứu ra khỏi thế gian này quá khứ chúng ta đã từng phục vụ cho những cái thần có mắt không thấy có tai không nghe có mồm không nói được thì đến khi chúng ta tin Chúa thì Ngài kêu gọi chúng ta sốt sắng để tham gia phục vụ cho vương quốc của Ngài trong Efeso đoạn 2 câu số 10 có ghi vì chúng ta là việc ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Kinh thánh nói làm sao ạ? Chúng ta được tạo nên trong Đức Chúa Giêsu để làm những việc lành để làm những việc tốt. hội một một trong cái sứ mạng của hội thánh và các tín đồ trong hội thánh đó là làm những việc lành, làm những việc tốt, làm những việc phước đức cho các anh chị em trong hội thánh và cho xã hội này. Trong Colosse một, Cô Xe đoạn 1 câu số 10 thì nói rằng hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa đặng đẹp lòng ngài mọi đường nảy ra đủ các việc lành càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nào chúng ta thấy cũng cùng một tác giả đó là Phaolô nói với hội thánh Eveso và Phaolô cũng nói với hội thánh Cô Xe đó là chúng ta được kêu gọi để bày tỏ cái sự tốt lành của Chúa làm các việc lành và sống một cái đời sống tốt đẹp trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Thì hội thánh Ephesos họ làm tốt công việc đó, họ phục vụ nhau, phục vụ các anh em trong hội thánh tốt và họ cũng phục vụ những người ngoại đạo tốt nữa. Họ rất là tích cực trong công tác phục vụ. Có lẽ rằng là nếu như có một cái hội thánh có một cái nhà thờ uh, nơi xin lỗi là không có nhà thờ trong cái thời kỳ đó mà chúng ta là cái nhà để họ thờ phượng ấy, thì họ giữ cái căn nhà đó rất là sạch sẽ, người thì đến lau dọn nhà vệ sinh này người thì lau bàn ghế là người thì đi dọn dẹp này mỗi người một công một việc và hội thánh đều rất là tích cực trong công việc phục vụ Chúa. Chúng ta xem tiếp ở đây Chúa nói về hội thánh đó là ta biết người không thể dung được những kẻ ác. Đó. Một đặc điểm tốt nữa về hội thánh Ephesus đó là họ không chấp nhận những người gian ác sống tồn tại giữa họ. Điều này khác hoàn toàn với hội thánh Corinto. Hội thánh Corinto thì lại dung dưỡng những người xấu, những người ác. Cho nên Phaolô viết thư cho hội thánh Corinto và ông đề cập rằng đối với những cái người gian ác thì phải trừ bỏ ra khỏi hội thánh. Ông ghi lại điều đấy ở trong sách Corinto thứ nhất đoạn 5 câu số 13. Ông nói như này, còn những kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ ở ngoài đây là nói những người không tin Chúa thì Chúa sẽ đoán xét nhưng những người ở trong hội thánh mà sống gian ác thì ông Phaolô nói rằng là anh chị em những người lãnh đạo trong hội thánh phải có trách nhiệm để loại bỏ những người gian ác đấy ra khỏi hội thánh. Thế cái trường hợp gian ác mà Phaolô đề cập trong Tô thứ nhất để ở đây đó ai? Đó là cái người đã lấy vợ của bố mình, lấy lấy vợ vợ, vợ kế của của bố mình và cái điều chớ treo là tín đồ trong hội thánh chấp nhận việc đó và những người lãnh đạo trong hội thánh cũng chấp nhận điều đó. Cho nên Phaolô ông viết cái thư này để ra lệnh cho họ rằng là không được phép để cho những cái người như vậy còn tồn tại ở trong hội thánh mà phải loại trừ ra khỏi hội thánh. Nó khác với hội thánh Êphêso, hội thánh Êphêso thì họ có một cái thái độ rất rõ ràng đối với những cái vấn đề nào là vấn đề xấu, những cái vấn đề gian ác, những cái vấn đề đạo đức thì họ giữ một cái tiêu chuẩn rất tốt chúng ta xem câu kinh thánh ở trong sách dân số ký đoạn 16 câu 24 đến câu số 26 hãy nói cùng hội chứng rằng hãy gian ra khỏi chung quanh chỗ ở của cô rê đa than và abiram môi xe đứng dậy đi lại phía đa than abiram các trưởng lão israel đi theo người người nói cùng hội chúng rằng bây giờ hãy gian ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chẳng trong kinh thánh cựu ước thì có một cái câu chuyện về a da cô than và abiram là những người nổi lên chống lại với môi xe và cái sự phán xét của chúa cho những người này đó là gì họ đang sống như này mà chúa làm cho đất thả ra nuốt tất cả họ cùng với những người nhà của họ và Phaolô nói với dân sự rằng là các ngươi chớ đến gần những người này bởi vì nếu các ngươi đến gần những người này thì các ngươi cũng sẽ bị chết lây và đấy là cái cái sự hình phạt cho những người chống nghịch chúa koda than và Abiram và đương nhiên khi họ chống nghịch chúa thì họ không nói họ chống nghịch chúa mà họ chỉ chống nghịch môi xe thôi nhưng chúng ta biết rằng môi xe là người đại diện của Chúa Nhưng mà khi họ chống nghịch môi xe là đang chống nghịch chính Chúa vậy Thế thì hội thánh Eveso Đã có một cái đời sống rất tốt Trong cái việc là loại trừ những người sai Những người xấu và những người gian ác ra khỏi hội thánh Đấy là điều Chúa khen họ Rồi chúng ta xem một cái đặc điểm nữa về hội thánh Eveso mà Chúa khen Chúa nói rằng là lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Chúa nói với Hội Thánh Viso là họ rất tốt trong cái việc giữ đức tin vẹn toàn cái đức tin đầu tiên mà Phaolô đã truyền thụ cho họ. Timôthê đã truyền thụ cho họ thì họ đã giữ được cái đức tin đấy rất nhiều hội thánh rất là nhiều những những người đã tin Chúa lúc đầu thì có một cái đức tin rất là đơn sơ rất là vẹn toàn nhưng khi gặp những cái sự giả dối rất dễ họ đi theo những cái niềm tin giả dối đấy và rơi vào trong những cái cạm bẫy những cái sự dối trá của những cái tà giáo nhưng hội thánh Efeso thì không bị ở trong tình trạng như vậy họ vững về giáo lý này họ nhớ lời dạy của Phaolô và họ đã thử các cái những người nào đến với họ mà nói rằng chúng tôi là sứ đồ đây chứ không phải chỉ một mình Phaolô là sứ đồ chúng tôi cũng là sứ đồ thì họ đã thử nghiệm xem có phải thực sự là sứ đồ hay không thế thì cái cách họ thử nghiệm như nào chúng ta không có được biết ở đây nhưng có một số những cái gợi ý như sau để chúng ta cũng có thể học tập từ hội thánh Eveso cái cách để chúng ta thử nghiệm một người có phải là sứ đồ thật hay là mục sư thật hay là giáo sư thật của chú hay không? À, chúng ta có thể đặt những câu hỏi như sau. Ví dụ anh đang đi nhóm ở hội thánh nào? Nếu như một người mà, mà trả lời rằng là tôi, tôi không có đi nhóm ở hội thánh nào thì hãy đặt họ vào cái danh sách nghi vấn bởi vì tất cả mọi người chức vụ dù được lớn lao đến mấy chăng nữa luôn luôn có một hội thánh địa phương để nơi đấy hội thánh địa phương họ sẽ à, dâng hiến họ sẽ tham gia họ sẽ phục vụ và họ cũng là nơi để họ khai trình nữa tất cả những chức vụ được đầy ơn nhất trên thế giới thì họ đều có một cái hội thánh địa phương để họ tham gia nên nếu như những người nào mà nói rằng tôi là sứ đồ, tôi rất được ơn từ nơi Chúa, tôi được ơn chữa lành, được ơn đuổi quỷ, tôi nhận được ơn tiên tri, tôi có sự mặc khải từ nơi Chúa, hãy đặt câu hỏi đầu tiên là anh đi nhóm ở hội thánh nào? Câu hỏi thứ hai chúng ta đặt đó là mục sư của anh tên là gì? cái người lãnh đạo thuộc linh của anh tên là gì? Nếu như người đó không trả lời được câu hỏi này thì càng phải đưa vào cái sự nghi vấn nhiều hơn nữa. Câu hỏi thứ ba chúng ta có thể đặt là anh có tin rằng anh có tin vào giáo lý thiên chúa bang ngôi hay không anh có tin chúa giêsu là đức chúa trời thánh linh cũng là đức chúa trời hay không nếu như chúng ta biết rằng tà giáo họ sẽ phủ nhận giêsu là đức chúa trời và nó sẽ phủ nhận thánh linh là chúa trời vì phần lớn các tà giáo họ không nhìn nhận giêsu là chúa trời mà họ chỉ nhìn nhận giêsu là con người thôi chỉ là một vị tiên tri bình thường chứ không phải là chúa trời nên nếu như họ cước từ cái điều này thì chúng ta hãy cẩn thận vì đó chính là đặc điểm của những tà giáo đặc điểm của những giáo sư giả của những sứ đồ giả cái từ ba ngôi nó không có ở trong kinh thánh nhưng cái ý niệm và các cái câu kinh thánh để chứng minh rằng có ba ngôi vị tồn tại đồng thời cùng với nhau cùng một lúc đồng đẳng và đồng quyền không ngôi nào lớn hơn ngôi nào chỉ có sự khác biệt về vai trò chứ không có khác biệt về thẩm quyền không có khác biệt về uy quyền ở trong đó đó là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi kế tiếp như là Chúa Giêsu đã sinh ra ở dân tộc nào? Nếu như người ta nói rằng Chúa Giêsu sinh ra ở Do Thái nhưng bây giờ ngài đang ở Hàn Quốc hay là ngài đã nhập vào một người nào ở Trung Quốc vân vân và vân hay ở Philippines hay ở Mỹ thì chúng ta biết ngay không bao giờ có chuyện đó. Chúa Giêsu là người Do Thái mang trong mình dòng máu Do Thái và là con cháu của vua David những câu hỏi như là Chúa Giêsu bao giờ thì sẽ tái lâm nếu như họ trả lời rằng Chúa Giêsu đã tái lâm rồi Chúa Giêsu tái lâm ở đây ở kia thì chắc chắn đó là những giáo sư giả đó. hoặc là họ nói tiên tri về ngày giờ chính xác Chúa Giêsu tái lâm mà chúng ta biết đấy là những giáo sư giả rồi chúng ta có thể đặt những câu hỏi như làm thế nào để được sự cứu rỗi nếu như người đó trả lời rằng là 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 cứ theo hội nhóm của chúng tôi là được sự cứu rỗi thì chúng ta biết ngay đó là giáo sư giả đó là những tà giáo bởi vì các tà giáo thì họ dạy rằng là chỉ có ở giáo phái của họ mới được sự cứu rỗi mà thôi nhưng kinh thánh cho chúng ta biết rằng sự cứu rỗi đến bởi việc chúng ta ăn năn tội lỗi ăn năn những vấn đề về đạo đức và tin nhận đức chúa giêsu christ có sự kết hợp của việc ăn năn Việc từ bỏ lối sống sai lối sống phi đạo đức và tin nhận chúa giêsu thì được sự cứu rỗi chứ không phải là tham gia vào một hội thánh nào mà được sự cứu rỗi thì ngoài những câu hỏi này ra thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi khác để chúng ta có thể thẩm vấn một người xem họ có phải thực sự là sứ đồ thật của Chúa hay không, thực sự có phải là tin người tin Chúa thật hay không. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng là các cái trên các cái trang mạng thì các cái tà giáo nó cũng sẽ tấn công rất là nhiều qua cái phương tiện là Facebook. Đó rồi nó cứ đăng nhập vào sau đó rồi thì nó ép vào các cái nhóm để từ đấy nó truyền thụ cái niềm tin giả dối vậy mà cũng rất là nhiều người không có vững vàng trong lẽ thật đã đi theo họ ngoài những cái người này ra thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến những cái vấn đề đó là thế làm thế nào để thử nghiệm được một người là là mục sư thật là sứ đồ thật là tiên tri thật những người đầy tớ thật của Chúa, họ chỉ làm một việc thôi, đó là tôn vinh danh Chúa và làm vinh hiển danh Chúa, dẫn mọi người đến Chúa Giêsu và dẫn mọi người đến Kinh Thánh. Còn nếu những người nào lấy danh mục sư hay lấy danh sứ đồ tiên tri đến để dụ dỗ chúng ta tham gia vào các công ty đa cấp này, các công ty tiền ảo này để họ lấy hoa hồng, lấy phần trăm, lấy chiết khấu hoặc là mời chúng ta tham gia vào các nhóm chính trị và các đảng phái thì chúng ta biết rằng đấy không phải là người của Chúa vì một đầy tớ thật của Chúa họ không có quảng bá cho những sản phẩm của thế gian này họ quảng bá cho danh của Đức Chúa Giêsu Christ và quảng bá cho nước trời cái đặc điểm nữa chúng ta thấy Chúa nói về hội thánh Epheso đó là hội thánh này ghét việc làm của đảng Nicola Đã. là ghét những cái việc làm theo hội của Nicola như vậy Nicola là ai ở trong câu số 6 chú nói rằng là xong có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta ta cũng ghét nữa thì không có một ai biết chắc chắn rằng cái đảng Nicola này là là cái nhóm này là cái nhóm nào thì có một số những cái giả thuyết mà có hai cái giả thuyết sau chúng ta có thể tham khảo là khá thuyết phục hơn đó là đó là những người theo Nicola là một nhân vật và Nicola này xuất thân từ một trong bảy chấp sự đã được chọn lựa bởi các sứ đồ đầu tiên được ghi lại ở trong sách công vụ đoạn 6 câu số 5. Và sau một thời gian thì cái nhân vật này đã thay lòng đổi dạ, không còn giữ một cái niềm tin đơn sơ ban đầu và không còn giữ một cái lối sống ngay thẳng ban đầu nữa đã đi sai lạc về niềm tin và dẫn tới một cái lối sống luông tuồng. Bây giờ chúng ta xem công vụ đoạn 6 của số 5. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng bèn cử Ê Tiên là người đầy dẫy đức tin và đức thánh linh. Philip Bocor, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola. Chúng ta nhìn thấy tên Nicola chưa? Là người anti -út mới theo đạo Judah thì có thể cái nhân vật này đó trong công vụ đoạn 6 câu số 5 chính là nhân vật Nicola đã được ghi lại trong cái tên mà sứ đồ răng ghi vào trong lá thơ của ông 30 năm sau đó. Tức là nhân vật này đã thay đổi rồi, đã đi lệch hướng rồi. Lúc khởi đầu thì tốt, được chọn làm cho những người để phục vụ trong bàn tiệc để hỗ trợ cho các sứ đồ mà đầy dễ đức thánh linh và đầy dễ đức tin nhưng sau một thời gian thì đã đi lệch lạc về niềm tin có thể là bị dẫn dụ bởi những sứ đồ giả và đi lệch lạc về niềm tin và dẫn tới một cái lối sống rất là luông tuồng và cái điều tệ hại là là nó ảnh hưởng tới một nhóm người ở trong hội thánh và kinh thánh nói rằng là hội thánh epheso thì đã ghét những việc làm của những người này tức là họ có một cái lối sống sai chạch và những người phần lớn mọi người trong hội thánh Eveso đã chống cự lại những cái niềm tin cùng với những việc làm sai lệch đặc biệt về mặt đạo đức của những người theo hội của Nicola. Cái lý thuyết thứ hai đó thì cái từ Nicola đó trong tiếng Hy Lạp ấy nó có nghĩa là Nikao có nghĩa là chế ngự và cái từ Laos nó có nghĩa là con người thì có thể là cái tên này nó ngụ ý nói tới là có một nhân vật tên là Nicola và ông ấy đã đã thao túng được một số những người trong hội thánh để nổi nổi loạn và tìm cách để kiểm soát, khống chế hội thánh. Rất tiếc là hội thánh Ephesus đã chống cự lại được cho nên những người thuộc về Nicola này đã không thể được vượng và phát triển nhiều ở tại hội thánh Efeso. Đấy là cái điểm tốt mà chúng ta thấy rằng Chúa khen hội thánh Efeso. Bây giờ chúng ta nhìn tiếp câu số 4 ở trong đây mà Chúa của trách hội thánh này bên cạnh những cái điều tốt đó thì còn có cái điều không tốt trong vòng hội thánh Efeso. Câu số 4 Chúa nói là nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Uh, they have left the first love, cái lòng kính mến, cái lòng yêu mến ban đầu nó không còn nữa. Thế làm thế nào để chúng ta định giá được là với một hội thánh rất tích cực phục vụ Chúa, tích cực phục vụ nhau, với một hội thánh giữ đức tin vẹn toàn, với một hội thánh chống cự lại những cái lối sống sai lệch, mà làm sao lại bỏ đi cái lòng kính mến ban đầu? Thì lấy cái gì để đo lường ra được cái? thế nào là bỏ lòng kính biến ban đầu. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những điều này. Có thể là khi mới tiếp nhận Chúa, khi mới tiếp nhận đạo thì những người ở đây rất là hồ hởi, họ rất là mong chờ được đến hội thánh. Họ mong chờ được gặp gỡ anh chị em trong hội thánh để thờ phượng cùng với nhau. Nhưng sau một thời gian nhóm với nhau 30 năm thì không phải là một thời gian ngắn. Khi ở với nhau lâu thì bắt đầu mới xảy ra xung đột xung đột giữa ngày này người kia người này à, không thích người kia nữa và người này đến hội thánh có bảo là tôi phục vụ thì phục vụ chứ còn nếu tôi thờ phượng thờ phượng như đến hội thánh tôi sẽ không ngồi với người này đâu người này ngồi hàng bên phải tôi sẽ chạy ra qua hàng bên trái dân ra dân ra thì những người ở Efeso sẽ mất đi cái sự hồ hởi mất đi cái cái lòng nhiệt thành cho việc thờ phượng họ vẫn rất là tích cực trong việc tìm kiếm Chúa trong việc phục vụ Chúa nhưng họ mất đi cái 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 say mê của lòng ban đầu vì có thể là xung đột với người này người kia ở trong hội thánh có khi người hướng dẫn đứng lên hướng dẫn chương trình thì họ không muốn nữa bởi vì họ chính họ bị xung đột với những người đấy nó nói rằng nếu như người kia hướng dẫn thì tôi thỏa phượng được chứ còn nếu cái người này hướng dẫn thì tôi không thỏa phượng được nó mất đi cái lòng đơn sơ của một một cái người mộ đạo lúc ban đầu có thể là khi mới tiếp nhận đạo thì họ tham gia phục vụ Chúa, tham gia phục vụ anh chị em, ai cần việc gì là họ sẵn sàng họ có mặt ngay, đó. họ không lề hà gì cả, đêm, anh cũng như ngày, nắng cũng như mưa họ sẵn sàng đến phục vụ anh chị em. Nhưng mà sau một thời gian rồi, thì chính những cái người mà họ phục vụ đó lại quay ra chống đối với họ chính những người họ phục vụ đấy những người họ giúp đỡ đấy lại quay ra nói xấu họ thế dân dần dân dân là họ cảm thấy mệt mỏi họ cảm thấy mệt mỏi và họ cảm thấy ồ oh, chán quá mình phục vụ người ta mà người ta quay ra người ta ăn cháo đã bát đối với mình thế là, là không muốn phục vụ những người này nữa tôi sẽ không phục vụ người này mà tôi chỉ phục vụ những người kia thôi vân vân và vân vân nó mất đi cái lòng đơn sơ của một tinh thần phục vụ ban đầu. Lúc đầu thì chỉ đơn giản là đến là phục vụ Chúa, yêu Chúa, phục vụ anh em thôi. Nhưng rồi dần 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 nó mất đi. Bởi vì là những người mình đã phục vụ thì họ lại quay ra, họ lại nói xấu mình. Chính vì cái điều đó làm cho lòng của họ trở nên chai đá hơn. Họ vẫn phục vụ nhưng không phục vụ với niềm vui. Họ không còn phục vụ với với cái với cái lòng say mê như lúc ban đầu họ vẫn phục vụ nhưng không phục vụ với tình yêu của lúc ban đầu mà chỉ đơn giản là lời Chúa dạy phục vụ cho nên mình phải phục vụ thôi chứ cái 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 sự hứng khởi trong cái sự phục vụ thì nó không còn nữa có thể là khi mới đến với Chúa khi mới tiếp nhận đạo vì xuất thân từ một cái bối cảnh rất là giàu có ở tại thành Efeso cho nên những tín hữu ở tại nơi đó cũng kinh tế cũng rất là là tốt và đồng thời thì có thể là có nhiều người người làm chủ doanh nghiệp ở tại cái vùng đất Tây Sô đấy cũng tin Chúa. Cho nên khi mà họ bước vào trong hội thánh thì họ trung tín dâng hiến, họ dâng hiến rất là rời rộng. Cho nên hội thánh cũng rất là dư dật về mặt kinh tế. Hội thánh muốn làm cái gì là đều có ngay, không cần phải mất thời gian để cầu nguyện gì cả. Bởi vì lúc nào hội thánh cũng có sẵn sàng sẵn tiền ở trong trong quỹ. Nhưng mà sau một thời gian thì tấm lòng đơn sơ đấy không còn nữa. Tự nhiên họ không muốn dâng hết rời rộng nữa, họ không họ cảm thấy thấy là không còn muốn dâng nữa bởi vì tại sao? Khi họ dâng hiến cho cho công việc Chúa thì họ không thấy rằng là hội thánh hay là những người lãnh đạo hội thánh chi tiêu tiền đúng như họ mong đợi. Lúc đầu thì họ chỉ yêu Chúa mà họ dâng hiến thôi, nhưng mà tin Chúa một thời gian rồi ấy thì họ không phải là dâng hiến vì yêu Chúa nữa mà họ dâng hiến và mong cái tiền mình dâng phải được chi tiêu theo cách mình mong muốn. Và rồi rồi rồi, sau một thời gian thì cái lòng đơn sơ nó không còn nữa và họ không còn muốn dâng hiến nữa hoặc là có những người vẫn giữ cái sự dâng hiến nhưng họ chỉ dâng hiến vì trách nhiệm chứ không phải dâng hiến vì cái niềm vui yêu mến Chúa hay là muốn phát triển công việc của Chúa hay là dâng hiến để giúp đỡ cho người này người kia là mất đi cái lòng đơn sơ của lúc ban đầu có thể là trong số đó lúc mới tin đạo thì cái nhiệt huyết làm chứng rất là mãnh liệt họ cứ gặp ai là họ làm chứng họ nói về Chúa cho người này người kia sau một thời gian khi đưa những cái người đấy về với hội thánh thì chính những cái người đấy lại quay trở lại chống đối họ là những người đã làm chứng và dần dần họ ngã lòng họ lản lòng họ không muốn đi làm chứng nữa họ chỉ đi đến hội thánh để làm tròn cái nghi lễ cái trách nhiệm của một người theo đạo thôi họ vẫn có thể vẫn dâng hiến nhưng không dâng hiến với cái lòng yêu mến họ vẫn có thể phục vụ nhưng không phục vụ với một tấm lòng hồ hởi họ vẫn bắt tay nhưng mà chỉ bắt tay cho nó qua la cho nó xong xong cái việc bắt tay không bắt tay thì không được mà bắt tay thật lòng thì không muốn cho nên chúa của sách hội thánh epheso rằng là họ có thể rất nhiệt tình nhưng họ đã đánh mất đi cái tình yêu ban đầu một cái tấm lòng đơn sơ vì yêu chúa đấy chúng ta xem trong sách rằng thứ nhất đoạn 4 câu số 19. anh chị em chúng ta cùng nhau chung đọc chúng ta yêu vì chúa đã yêu chúng ta trước cái động cơ xuất phát của mọi việc làm mà nó không đến từ cái lòng yêu chúa thì sớm muộn gì nó sẽ tàn lụi nếu chúng ta phục vụ chúa phục vụ anh chị em của mình nấu nướng cho anh chị em của mình giúp đỡ cho anh chị em mình trong lúc khó khăn tất cả những cái việc làm đấy mà nó không xuất phát từ cái lòng yêu Chúa thì sớm muộn thì nó sẽ tàn lụi. Bởi vì tại sao? Khi chúng ta suy nghĩ như kiểu người đời ấy, là chúng ta yêu người khác thì chúng ta phải được yêu lại thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thất bại. Bởi vì khi chúng ta phục vụ người khác, cho người khác để người ta yêu lại mình ấy thì chúng ta mất đi phần thưởng từ nơi Chúa mà chắc chắn một điều rằng con người của chúng ta dù chúng ta có thể tin Chúa bao lâu chăng nữa thì mỗi con người của chúng ta vẫn đều có rất là nhiều cái xấu, nhiều cái xác thịt. Cho nên, sứ đồ răng ghi lại trong sách răng thứ nhất, ông nói rằng là chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta yêu anh chị em của mình, chúng ta phục vụ, chúng ta dâng hiến vì tất cả vì động cơ của tình yêu Chúa. Mình yêu Chúa và mình làm việc đó còn nếu nếu như mất đi cái tình yêu mến Chúa thì tất cả mọi việc chúng ta làm ấy, rồi nó chỉ chưa đến thời điểm thôi chứ còn khi mà đến thời điểm gặp những cái điều ngang tai trái mắt ngược ý của mình ấy thì lúc đấy sẽ biết được là mình yêu Chúa thực sự hay không nếu như những cái việc làm đấy nó không có xuất phát từ động cơ yêu Chúa rồi ấy, thì khi gặp những cái điều trái ý là chúng ta sẽ bỏ cuộc Sách mát đoạn 12 câu số 33. Đây là cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta là con cái Chúa. Là Chúa nói, phải thật kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thầy của lễ. Chúa nói là yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, hết lòng, hết trí, hết sức, hết linh hồn của chúng ta. và mọi công tác phục vụ, mọi công tác tham gia vào chức vụ này, chức vụ kia, nó là kết quả của việc lòng yêu kính Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 câu số 3. Nhưng nếu có một người nào yêu mến Đức Chúa Trời thì biết Đức Đức Chúa Trời biết người đó. Kinh Thánh nói vậy, nếu một người nào yêu kính Chúa thì Ngài biết người đó. Nếu chúng ta yêu Chúa thực sự Người khác có thể Không nhìn nhận công việc của chúng ta Người khác có thể không nhìn nhận Cái công lao của chúng ta Nhưng Chúa nhìn nhận điều đấy Và Ngài sẽ là đứng bàn thưởng của chúng ta và Kinh Thánh nói rất rõ là Có một người nào yêu Chúa Thì Ngài biết người đó mà Cho nên những gì chúng ta làm cho anh chị em của mình làm cho hội thánh là làm cho chúa là thể hiện tình yêu của chúng ta đối với chúa cho nên dù cho cái người mình 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 giúp đỡ họ họ có đối xử như thế nào đối với mình cũng không thay đổi gì cái việc làm của mình hết bởi vì tôi làm cho anh là tôi đang làm cho chúa cái động cơ thực sự là yêu chúa nhưng cô Lô Xe đoạn 3 câu số 23 sứ đồ Phao Lô nói Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chớ không phải làm cho người ta. Khi chúng ta phục vụ anh chị em nấu nướng cho anh chị em rửa bát cho anh chị em hỗ trợ anh chị em mình sửa nhà hoặc là làm gì đó trong lúc họ khó khăn thì chúng ta làm cho ai chúng ta làm việc đấy là chúng ta làm cho chúa chứ không phải là chỉ làm cho con người Nên kính thưa anh chị em chúa khen hội thánh efeso nhưng chúa cũng trách hội thánh efeso hội thánh efeso nhìn bề ngoài thì nó, nó rất là toàn vẹn nhưng chúa thì nói rằng là ta là đứng đi giữa bảy chân đèn vàng cho nên ngài đi ngài xem xét ngài soi xét từng hội thánh và trong mỗi hội thánh từng con người ngài nhìn thấy động cơ ngài nhìn thấy hành vi ngài nghe thấy từng lời nói của một con người trong hội thánh không có một điều gì và không có một ai có thể che giấu được ngài hết những cái đức tin mạnh mẽ này những cái thái độ cương quyết đối với tội lỗi này nó không thể thay thế được cái sự xa sút về tình yêu đối với Chúa bởi vì tình yêu đối với Chúa là, là gốc rễ của tất cả mọi vấn đề anh có đức tin rời núi nhưng mà anh không có tình yêu thực sự Đối với Chúa và với người tất cả điều đó chỉ là vô nghĩa thôi. Trong hội thánh Ephesos đã có đức tin tốt. Họ giữ được đức tin mà Phaolô đã truyền dạy cho họ. Họ trưởng thành đến mức độ họ có thể thử được các sứ đồ. Đấy không phải là chuyện đơn giản. Vì thường thường là những người có mức độ thuộc linh ở sứ đồ thì rất dễ để nhận diện ra đâu là sứ đồ thật, đâu là sứ đồ giả còn những con chiên thì có khi không dễ dàng để nhận diện ra được. những hội thánh Ephesos thì nhận diện ra được người nào là thật người nào là giả, sứ đồ thật hay là mục sư thật, tiên tri thật hay là hay là giáo sư thật, thật giả họ nhận diện ra được. nhưng tất cả những cái việc đấy, những cái thành tích đấy, những cái những cái việc làm đó, nó không thay thế, nó không che đậy đi được cái lỗ hỏng rất lớn ở các tín đồ hội thánh này đó là mất đi cái lòng yêu mến lúc ban đầu và khi người ta lại mất đi cái lòng yêu mến lúc ban đầu thì có rất nhiều lý do người ta có thể lý do là tôi đến hội thánh người này làm tổn thương tôi tôi đến hội thánh mục sư kia làm tổn thương tôi vân vân và vân 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 Người ta có thể đổ tội cho rất là nhiều người với rất nhiều phía khác nhau nhưng mà tất cả điều đó nó chỉ nói lên một điều rằng là họ đã đánh mất đi cái tình yêu ban đầu và cái lòng đơn sơ của một người mới tin Chúa. Khen Chúa Giêsu nói rằng người nào muốn vào nước thiên đàng thì vẽ đơn sơ như chim bồ câu. Không đơn sơ như con trẻ thanh sạch như chim của cầu sẽ không đơn sơ như con trẻ thì không thể vào được nước thiên đàng cho nên cái sự đơn sơ lúc ban đầu ấy, khi chúng ta mới đến hội thánh trong cái thời gian mình mới tin chúa mình phục vụ vì cái gì vì, vì mình yêu chúa thôi mình dâng hiến về cái gì vì cái gì mình cũng dâng hiến vì yêu chúa thôi tất cả mọi cái vì yêu chúa nhưng sau một thời gian rồi thì cái lòng đơn sơ đến mất đi Tôi dâng hiến, tôi phục vụ rất nhiều tại sao tôi không được ghi nhận nhỉ? Người khác được ghi nhận mà tại sao tôi không được ghi nhận? Vậy là họ cũng ngã lòng. Tôi đến sớm về muộn tại sao không ai khen mà chỉ khen và cái người mà 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 đóng góp rất ít thôi. Họ cũng ngã lòng. Mất đi cái lòng đơn sơ lúc đầu chỉ vì mọi làm mọi việc vì yêu Chúa nhưng mà lúc sau vì mình nữa, vì hội thánh không đáp ứng được cái nhu cầu của mình, cái mong đợi của mình, cho nên tôi sẽ không làm việc này, tôi không làm việc kia nữa, tôi sẽ không bao giờ tham gia vào chức vụ này, tham gia vào chức vụ kia nữa. Đừng bao giờ kêu gọi tôi nữa. Cái tôi cá nhân của họ bắt đầu trở thành chúa của họ và họ vẫn giữ đức tin, họ vẫn giữ cái tiêu chí đức tin mà Phaolô đề ra Những cái tình yêu, cái sự nhiệt huyết, cái lòng đơn sơ nó đã mất đi rồi chúng ta hãy nhìn lại anh chị em đang nghe tôi chia sẻ, đang nghe tôi nói đây. Chúng ta có rơi vào cái tình trạng nào giống như vậy hay không? Bây giờ chúng ta xem tiếp. Chúa kêu gọi hội thánh ăn năn ở trong câu số 5. Vậy hãy nhớ lại người đã xa suốt từ đầu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Đôi khi chúng ta dễ dàng để nhận diện ra được nếu như mình trước kia mình sống thanh sạch và bây giờ sau đó thì mình phạm tội liên quan đến đạo đức thì mình dễ nhận diện ra là à đúng là mình cần phải ăn năn. Nhưng cái sự xa sút về lòng yêu mến thì đôi khi mình không không nhận diện ra được là mình cần phải ăn năn vì mình nghĩ rằng mình vẫn đang ổn mình vẫn đang phục vụ chúa tốt mà mình vẫn đang tích cực tham gia các công việc của hội thánh mà nhưng thực ra đó mình vẫn làm nhưng nó không đến từ động cơ của cái lòng yêu thương giống như lúc ban đầu nó không nó không xuất phát từ cái lòng say mê chúa như lúc ban đầu nữa mà tất cả nó tồn tại bây giờ chỉ là trách nhiệm thôi. Thế anh Chúa kêu gọi hội thánh Ephesos là hãy nhớ lại người đã xa sút từ đầu. 30 năm trước đã tiếp nhận đạo như thế nào? Đầy dậy những khó khăn lúc mới tiếp nhận đạo bị bắt bớ rất nhiều từ những người xung quanh. Sau 30 năm, người dân ở đấy đã quen với cái sự tồn tại của hội thánh Ephesos rồi. Một phần nào đó vẫn còn bắt bớ nhưng một phần nào đó cũng đã chấp nhận cái sự tồn tại của hội thánh rồi và 30 năm trước họ đã phải trả giá cho đức tin họ có có những người có khi phải mất công mất việc có khi có những người bị đuổi ra khỏi nhà đến bây giờ thì họ đã ổn định tất cả mọi cái rồi nhưng cái lòng say mê đã không còn nữa chúa hỏi họ là hãy suy nghĩ hãy nhớ lại xem là người đã xa suốt từ đầu Đừng lấy những cái việc làm sốt sắng ở trong hội thánh tích cực việc này việc kia để mà che đậy đi cái sự xa sút trong tình yêu đối với Chúa. Cho nên mọi việc chúng ta làm tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ phải tự hỏi lại với lòng của mình nó có phải làm vì cái lòng yêu kính Chúa, cái lòng say mê Chúa hay không? Hãy xem lại người đã xa suốt từ đầu hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. và chúa có một cái lời răn đe rất là nghiêm khắc đó là nếu người không ăn năn thì ta sẽ đến cùng người và cất chân đèn của người khỏi chỗ nó chân đèn ở ừ. đây đèn nó là sự sáng và là sự sống. nếu như cất chân đèn ra khỏi chỗ nó có thể là mất cái sự sống và sự sáng luôn đó là cái hình phạt rất là nặng nề có lẽ rằng là mình có thể hỏi là tại sao chúa lại trở nên rất là nghiêm minh như vậy không vi phạm những vấn đề về tội lỗi không vi phạm về những vấn đề đạo đức rất tốt đạo đức rất tốt đức tin cũng rất tốt không vi phạm về đức tin không vi phạm về đạo đức tại sao Chúa lại răn đe rằng sẽ phải ăn năn nếu không ăn năn thì cất chân đèn khỏi chỗ đó đối với Chúa cái việc xa sút cái tình yêu ban đầu cái lòng say mê nó không khác gì với những cái tội lỗi khác và cần phải ăn năn nên Chúa kêu gọi chúng ta chỉnh sửa chỉnh sửa lại dành thời gian suy gẫm lại điều gì làm cho mình xa sút điều gì làm cho mình mất đi cái lòng say mê mình đến hội thánh thay vì chỉ chú tâm thờ phượng chúa thôi thì bắt đầu để ý anh này đánh đàn như này không được anh kia đánh đàn như kia không được cô này hướng dẫn như kia không được cô anh kia hướng dẫn như kia không được thay vì lúc đầu đến hội thánh chỉ thờ phượng chúa và một lòng hướng về chúa thôi sau một thời gian thì để ý hết cái này để ý cái kia nhìn hết cái này nhìn nhìn cái kia và mình dần dà mình tự đặt mình làm một cái vị quan sát vô hình ở trong hội thánh không ai đặt mình làm lãnh đạo không ai đặt mình làm làm cái cái vai trò đấy nhưng mình tự mình đặt mình vào đó và làm cho lòng của mình trở lên khô hạn và mất đi cái sự sống thuộc linh mất đi cái lòng say mê ban đầu bởi vì mình không còn tập trung vào Chúa một cách hoàn toàn như lúc ban đầu nữa và câu số 7 Chúa kêu gọi ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Paradis của Đức Chúa Trời cái người nào thắng người như nào là người thắng và tất cả mọi người ở hội thánh Ephesus đã tin nhận Chúa Giêsu rồi. Thế cái thách thức của họ là gì ở đây mà Chúa kêu gọi những người nào thắng thì sẽ được ăn trái cây sự sống ở trong Paradis. Cái điều này nó có thể ngầm hiểu rằng là đó là những người đáp ứng đối với lời kêu gọi của Chúa những người nào đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa để để đắc thắng được cái bản ngã xác thịt, đắc thắng được cái tôi cá nhân của mình, đắc thắng được cái tự ái của mình để tập trung vào Chúa ăn năn làm lại công việc từ đầu giữ cái lòng say mê như lúc đầu mới tin Chúa đấy cái sự nhiệt huyết của hội thánh Efeso lúc ban đầu đấy thì sẽ được hưởng phần phước của Chúa ở trong nước của Ngài thưa anh chị em một điều rất đáng buồn và rất đáng tiếc đó là hội thánh episo đã từng tồn tại cũng giống như sáu hội thánh kia ở trong sách cải huyền và rồi đều đã bị càn quét không còn một cái dấu vết nào nữa chỉ còn những cái tàn tích mà thôi Cho nên chúa rất là nghiêm túc với những gì Ngài nói khi chúa nói rằng ta sẽ cất chân đèn của người khỏi chỗ đó là ngài nghiêm túc về điều đó hãy giữ trong đời sống của chúng ta một đời sống đi theo chúa không phải những nghi lễ không phải những thói quen tôn giáo không phải những cái việc làm cho nó xong nhưng thực sự là mọi việc chúng ta làm phải xuất phát từ cái lòng yêu Chúa nhiệt thành một cái 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 say mê đối với Chúa. Tôi muốn giờ này chúng ta dành ít phút riêng tư để chúng ta cầu nguyện để tra xét tấm lòng của mỗi một chúng ta. Chúng ta để tâm để suy gẫm lại mình có rơi vào cái yếu tố nào giống như trường hợp của hội thánh Ephesus hay không? Có để mất đi cái lòng say mê ban đầu hay không? Có để làm mất đi cái sự nhiệt huyết hay không? Có có nói có đưa ra những cái biện minh vì người này, vì người kia, vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia mà đã không còn được như ban đầu hay không? Thì đây là giờ ấy, phút chúng ta cũng cần cầu nguyện ăn năn trước mặt Chúa để làm lại. Chúa nói với hội thánh Vê-xô, Chúa cảnh báo hội thánh Vê-xô nếu không ăn năn, ngài sẽ cất chân đèn ra khỏi chỗ nó. Tôi tin rằng đây cũng là cái lời răn đe của Chúa cho hội thánh trong thời kỳ sau rốt này. Nếu như hội thánh không ăn năn, đừng nghĩ rằng có ai bảo vệ mình, đừng nghĩ rằng hội thánh tôi đông, đừng nghĩ rằng hội thánh của tôi uh, vững vàng về mặt kinh tế, Chúa có thể cất chân đèn ra khỏi chỗ của nó. Chúng ta hãy dành thời gian bảo vệ. anh chị em hiệp lòng với tôi trong lời cầu nguyện lạy chúa giêsu chúng con cảm ơn ngài vì chúng con từ một đời sống tội lỗi được chúa cứu để trở thành con của ngài chúng con ở trong thế gian và đã được đưa vào hội thánh chúng con thuộc về ma quỷ và đã được đưa vào vương quốc của đức chúa trời con cầu nguyện để cho bản ngã xác thịt của mỗi một chúng con phải chết đi chết đi thực sự để thánh linh của Chúa có thể sống động trong chúng con con cầu nguyện để xin Chúa ngài chỉ chúng con những sự xa sút của mỗi một chúng con đến từ đâu để chúng con ăn năn và làm lại công việc của lúc ban đầu. Để cái lòng yêu mến Chúa từ thuở ban đầu sẽ không mất đi, sẽ được phục hồi trong mỗi chúng con. Chúng con biết rằng càng tiến đến thời kỳ sau rốt thì sự phán xét của Ngài càng trở nên nghiêm minh hơn. Ngọn lửa của địa ngục sẽ càng nóng hơn thì ngọn lửa của Chúa cũng sẽ càng nóng hơn và sự phán xét sẽ khởi từ nhà của Chúa là hội thánh. Con cầu nguyện Chúa thanh tẩy hội thánh Ngài, rửa sạch hội thánh Ngài ra khỏi mọi điều sai trạch, mọi điều gì không đẹp lòng Ngài. Giữ cho hội thánh của Chúa có một cái đức tin vẹn lành giống như hội thánh Epheso và tích cực tham gia công việc và phục vụ như hội thánh Epheso nhưng không đánh mất đi gốc rễ của vấn đề đó lòng yêu mến Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con dâng anh chị em, dâng hội thánh trong tay Chúa, xin Chúa kiện toàn hội thánh Ngài. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em.